Này lử Wow. này, này lử rồi. Từ thôi, từ từ thôi. Ba lử luôn. Vô được rồi, nắm đuôi đi, nắm đuôi luôn, nắm liền. Từ từ. Còn sâu lắm. Sâu. Đi cận chút vô. Lên, đi cận chút vô. Lọc. Ừ, dở đậu lên. Ê, vô, vô, vô. Dở đậu lên. Hút nhiệt tình. Dở đậu lên đuôi đi. Nhanh. Nhanh hết. Trời dạ, đồ má ướt mình mãi tời. Má cái đùi cái bà. Nó còn lúc chứ. Ướt điện thoại hết rồi. Từ từ, từ từ, từ từ. Coi mấy cần kia có thằng nào ven không? Rồi chào các bạn nha, giờ mình đến điểm câu năm ngoái, năm nay không biết là còn gì không á. Đó, chầm chim, tiếp nha các bạn. Ồ, có cá rô biển rồi, trời ơi, đục hai ba con luôn. Lấy cần cái câu mới được các bạn ơi. Đó, nay mình đi với cần thủ Vũ năm ngoái các bạn. Năm nay anh ấy đã chuyển qua tông màu đỏ, tùm lum hết, quần đỏ, điện thoại đỏ, tùm lum hết. Rồi, chào mọi người nha, giờ được câu 3 cây, 3 cây, nó 1, 2, 3 cây. Không có câu nhiều đắng mỏi mệt các bạn. Giờ được không có sung như năm ngoái tán 5 cây. Vô bủa lần 5 cây, đắng mỏi cũng xỉu. Thôi giờ câu 3 cây. Ít nhiều gì có hay không có thì cũng vui. Chủ yếu vô đây quay được cảnh này không khí trong lành cho vị xem là chính. Còn mà dính cá là 10 các bạn. Chào bạn nha. Giờ được trộn mồi tiếp. Này mồi của Bình Bánh Bèo. Câu đánh tùm lum hết, trộn tùm lum đưa một phô mai vô tùm lum hết. Rồi chào mọi người nha, trộn tiếp. Úi, con cá gì vậy? Không phải rô biển mà con cá gì ta? Con cá gì đẹp quá bạn. Ôi, thấy có cái chấm này đuôi luôn, con cá linh gì á. Con này cắm câu cá bông cái là thôi luôn á, sướng luôn các bạn. Coi nè, ăn bánh mì. Cái mỏ nó gì đang bánh mì của anh. Đã không mày? Con này kêu con cá mè lúi hay gì không? Đẹp ghê không mày? Bỏ xuống quốc luôn. Cái 4 giờ mấy giờ bạn ơi? Tôi cấp được tới đây khoảng 1 giờ rưỡi. Giờ 4 giờ khoảng 4 giờ 50 rồi. Là khoảng 3 tiếng mấy đồng hồ. Sớm giờ 3 cây cần máy. Không có con cá cha là ben hết. Hồi nãy giờ mình có cá rô với dính bằng cá lạ lạ giống bằng cái mày lúi các bạn. Đó, giờ chỉ ngồi đợi canh coi coi tới chiều mất mát coi có em nào bá không. 6 giờ mình về các bạn. Hoài quá. Chưa có em nào làm cái kia vèo cái sướng. Rồi chào các bạn nha. Lúc trời dữ à. Rồi con cá mè lúi nữa. Cá này đẹp lắm bạn. Nó có cái chấm đen ở đuôi. Mà nó giống như con cá linh vậy đó, nó tròn do à. Mà cái lưng nó tròn do. Nào cái chấm đen ở đuôi nè. Đẹp lắm. Đó. Ừ. Sao nó đụng nó ăn hẳn ghê luôn mà. Đồ má vừa mẹn luôn. Cây mới trời luôn. Chánh chánh ra bay, chánh chánh ra bay. Ừ. Cái gì tôi nói gì cha rồi, cha rồi. Tôi cũng mới trời đặng bẩm không chữ ngay. Cái gì cơ? Trời ơi. Bị dưới dây nữa đó. Cái gì? Nặng không? Nặng. Chạy qua, để cây càng qua đây đi. Lên trần đó luôn. Vậy? Để treo dây. Phải không? Được con luôn đi. Còn mấy chạy tha cái cành kia ra. Nặng không? Đây. Cưa dây kìa, cưa dây kìa, để hạ xuống. Cưa dây rồi đó. Lên cần thông trước đi. Ê, cưa dây rồi, cưa dây rồi. Cưa, ừ. Coi, coi, lái, lái về, lái, lái nó về. Cưa lên hai cần luôn. Cái hồi chụp em một cái nha. Đẹp đẹp nha cha. Đừng, đừng, đừng quấn nữa, đừng quấn nữa. Nụ con má con này cũng cỡ luôn hả? Ồ. Chú. Nè. Rồi chụp nó tắm đi. Đợi đợi quấn á. Ê, gặp rồi nha. Từ từ thôi. Được chưa? Đâu có chụp đâu, tao quay mà. Nào. Quay đi giờ cắt ra. Đây con bay xuống cho. Trời ơi, quay đi.
đâu quá là không biết loại cũng đầu quay không. Quên. Đây nè. Vô anh. Này vô mẹ lớn nha. Con này cũng cả chục con lên. Con này có. Wow, wow. Con nhỏ hơn con nữa. Dính hai lử. Wow. Từ từ thôi. Ba lử luôn. Vô được rồi, nắm đuôi luôn, nắm liền. Từ. Còn sâu lắm. Sâu. Đi cận chút vô. Đi cận chút vô lọc. Ừ, dở đậu lên. Ê, vô. Dở đậu lên. Hút nhiệt tình. Dở đậu lên đuôi đi. Nhanh. Trời ơi, đủ má ướt mạnh mãi rồi. Má cái đùi cái bọt. Nó còn lúc chứ. Ướt điện thoại hết rồi. Từ. Coi mấy cần kia có thằng nào ban không, ban chung luôn đi bay. Để tao giật hết cái coi. Mới xuống anh ảnh hóp luôn rồi. Mới chọi cái bọt. Mới chọi bọt hả? Nổ bên này coi. Đó sức lưỡi ngoài. Còn dưới có lưỡi một á. Còn sáng đâu má sáng đem dọc rồi chịu nó vô đi lui ra làm sao cái là nó hút cái đuôi cái gì hút nhiệt tình vô coi kéo vô để dài dài vậy luôn đi kéo vô luôn bở ngang hai cái nắp nó dở lên luôn mà lẹ lên cây đủ má gớ vậy ôm lên luôn ok nó vô đủ bà má bằng con nãy vô phải nhỏ lên cá khí thế má nặng gần tràm tiếp tục ơi mày coi quay tay ẩm không giáp luôn á chồng không giáp chưa để tắt cái quay cái kéo luôn rồi mày. Bộ biển đó nãy giờ là con bự bự rồi xem sướng treo rồi treo vô góc tràm rồi mấy cái kỳ kéo đó lượm con nữa rùa biển sướng lắm bạn ơi vô đây thì móc bánh mì câu thôi chỉ cho bạn luôn mồi câu luôn hàng hiếm đó. Chạy dưới trời ơi nữa con này giống con nãy nữa các bạn cá mè lúi vậy chạy ghê. Hết mồi nút này đó nút này hết mồi nó lắm rồi đó bữa nữa các bạn bữa nữa nha. Chưa biết con gì nha mà cái mè lúi nó cũng phải ăn bánh mì dữ các bạn lâu vậy má ăn cái gì vậy ta ăn không lúc thấy cái hoa đi mà sao nó không có lúc giống hết mồi chứ gì gõ gàng khá đang ngoài nó bụp ăn bánh mì nữa bự hay gì rồi chạy vô đây dữ rồi còn không á sảy luôn rồi còn hay gì mà thấy gung binh à này có dây gì đâu đây
giật lắc chặt. Cái biển thứ vàng lắm mày vậy bạn. Đó, bự. Bốn ngón. Gần khá thế nha các bạn. Lúc chạy đó luôn 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 đó. Ơi ơi chơi kỳ mà chạy đâu vô đó mày lớn này đó. Rùa biển ngang kiếm chục con này về cũng có mồi bạn nghe không, dư sức gỡ tiền vé lại. Hai cần đây giao cần cho Vũ ngậu lắng rồi. Kéo cái ghè xuống. Lúc chạy. Đó, luôn. Luôn luôn. Đó. Ơi ơi chơi kỳ mà. Chạy đâu vô đó bạn. Lớn này. Rùa biển ngang kiếm chục con này về cũng có mồi bạn nghe không, dư sức gỡ tiền vé lại. Trời ơi đánh được cái bát đắng trời. Ôi ôi nữa kìa. Lộn con nữa. Hai con. Nãy hồi giờ qua đã qua bán một cây quá đó Vũ. Chắc giờ qua một cây ngay đó quá. Cá rồi. Đó, đó, lúc luôn đó, lúc các bạn lúc nha. Ồ lên cá các bạn, con thứ hai nha anh em. Ôi nút lử luôn rồi, rồi xong luôn rồi, rồi táp luôn các bạn, vừa xuống táp luôn rồi, táp luôn táp luôn. Đó mỗi hàng một con he. Nghề cần câu tay của mình đã bắt đầu quay lại các bạn. Đó là anh em rùa biển đó nha, rùa biển mở hàng đầu tiên. Lồi các bạn, cá lồi các bạn, lồi nha các bạn. Trời ơi, dưới chặt lắc. Còn nửa con dế thả xuống luôn. Câu ngay lỗ này nè anh Vũ. Nè. Ngay lỗ ngay cây em chỉ nè. Đúng rồi, nãy xả mồi cái đó. Chắc hết mồi rồi. Đâu kìa. Đó. Bây giờ thành quả của mình
làm được bao nhiêu đây, tinh hồ biển cái gì, cái thằng tròn đẹp lắm. Rồi nghiêm không, quá trời luôn, làm bọc đó, bán bọc coi kia ngoài ạ. Đây còn bánh mì nha, bánh mì nha quý vị, không có gì cao xa, bọn bánh mì thôi.